Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Quỷ Dưới Sông. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lệ ơi, con đâu rồi Lệ ơi? Tiếng gọi réo với âm lượng khá lớn của bà Loan làm cho mấy người hàng xóm đang tập trung phơi lúa ở căn nhà bên cạnh cũng giật mình. Có chuyện gì vậy Loan? Các chị ơi, các bà, có thấy con Lệ nhà em đâu không à? Hình như là lúc nãy tôi thấy nó ra ngoài, đi theo cái hướng kia kìa. Một người vừa nói vừa chỉ về phía con đường ở bên ngoài nhà. Nó đi đâu được chứ? Đã bảo sắp đến giờ cơm rồi vậy mà. Lệ, con gái của bà nay đã 20 mấy tuổi. Ở cái tuổi này thì đối với một người bình thường sẽ chẳng cần phải để cho mẹ mình quản chuyện đi đâu đó. Thế nhưng còn cô thì khác. Suốt hơn 3 năm nay, Lệ gần như là chết đi sống dậy. Bởi vì vào năm 18 tuổi, vừa lúc tốt nghiệp thì cô được chẩn đoán mắc một căn bệnh hết sức quái ác, đó là ung thư não. Khối u tuy lành tính, thế nhưng nó nằm ở chỗ trọng yếu, cần phải sử dụng rất nhiều phương pháp cũng như các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để loại bỏ dần. 3 tháng trước cũng là cuộc phẫu thuật cuối cùng đánh dấu cho việc kết thúc những tháng ngày lo lắng, không chỉ của cô mà là của cả gia đình. Nói thêm một chút về bà Loan, bà cùng gia đình nhỏ của mình hiện đang ở quê của chồng, và tất nhiên đây chẳng phải là một chuyến về quê thăm viếng. Bởi trong mấy năm vừa qua, việc chạy chữa đủ mọi nơi, đủ mọi bệnh viện cùng các bác sĩ tài giỏi đã khiến cho kinh tế của gia đình kiệt quệ. Ông Khoa, chồng của bà, vốn là một giám đốc của một công ty có chuỗi những nhà hàng quán ăn nổi tiếng, nhưng để lo cho con gái, ông đành phải bán hết cả cái cơ ngơi ấy, để rồi bây giờ không đủ sức bám trụ lại thành phố. Hai vợ chồng về quê, một phần để lập nghiệp, phần nữa là có bầu không khí trong lành để cho Lệ tĩnh dưỡng, nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe. Trở lại với hiện tại, bà Loan đang định lái xe đi tìm con gái thì vừa hay Lệ cũng về đến cầm. Lệ à, con đi đâu vậy? Sao không có ở nhà? Lệ nhanh chóng cực lại trước câu hỏi của bà Loan, cô lắc đầu nở một nụ cười nhẹ. Con đi dạo thôi, với lại con ra bờ sông chơi. Ai? Ai ra bờ sông chơi? Từ gian bếp phía sau, bà cụ Hai, bà nội của Lệ bước ra. Đứa nào có ra sông hả? Dạ con. Mày đi với ai? Con đi một mình. Cái con bé này, từ nay không có được ra đó chơi. Ơ, sao vậy à? Con đi dạo thôi mà. Dạo cái gì mà dạo? Mày không sợ hả? Sợ gì à? Sợ thì sợ vết mổ của mình bị nhiễm trùng. Con mổ xong và tháo băng lâu rồi mà. Vậy là bác sĩ cũng dặn con nên tích cực vận động nhẹ, hít thở bầu không khí trong lành. Không được là không được. Con đừng có hỏi gì thêm. Thế có chịu nghe lời của bà không? Dạ vâng. Thôi, lau vào trong tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm. Đợi cho Lệ đi vào dân sau nhà thì lúc này ngay cả bà Loan cũng có chút bất ngờ với thái độ của mẹ chồng. Bà liền thì thầm: Mẹ à, có chuyện gì ở ngoài sông vậy? Sao mẹ lại... Không có gì đâu. Con vào lo dọn cơm đi, để mẹ sang nhà hàng xóm gọi thằng Khoa. Gớm khổ hơn 40 tuổi đầu mà cứ ham chơi, đánh cờ từ sáng đến bây giờ chưa có về. Dạ vâng ạ. Bà Loan gật gù bước vào trong gian bếp. Ở bên ngoài, bà cụ Hai đội nón tiến về phía căn nhà ở cách đó chừng mấy trăm mét. Khoa ơi, mày đâu rồi Khoa? Nghe tiếng gọi của mẹ, ông Khoa giơ tay lên. Con đây, sao đi mẹ? Còn sao với chăng gì, về nhà đi. Tới giờ cơm rồi, hay là để mẹ xách roi đi tìm như ngày bé? Trời đất ơi, mẹ làm con như con nít vậy đó, con về ngay. Chào các anh, các em, các chú nha, tôi về trước. Có gì hẹn ngày mai sang đây đỏ cờ với mọi người. Rời khỏi căn nhà của hàng xóm, ông Khoa lò dò bước đi cùng với mẹ. Đi thêm được mấy bước, bà cụ Hai quay sang vừa nhìn vừa hỏi. Này, mày cho mẹ hỏi tí chuyện. Vâng ạ, à, mẹ cứ hỏi đi. Việc mày về đây rồi ở lâu như vậy là do kinh tế đang khó khăn có phải không? Cái này đâu có đâu à. Con về đây là để đổi gió, với lại muốn kinh doanh ở quê cho gần mẹ, sẵn tiện chăm nom ấy mà. Thôi, đừng có vờ vịt, tớ biết tổng cái tính của mày.
Sao hả? Cứ nói đi, thiếu tiền có phải không? Mẹ còn cái mảnh vườn nhỏ hay là... Thôi, mẹ định nói cái gì vậy? Tự nhiên lại nhắc đến cái mảnh vườn nhỏ đó làm gì? Con nói rồi mà, con vẫn còn tiền để làm ăn. Mẹ bằng tuổi này rồi, có chút đất vườn để dưỡng già. Con không cho mẹ thêm thì thôi chứ sao lại lấy? Thì của tao cũng là của mày. Này mai tao khuất bóng chẳng lẽ người khác hưởng hả con? Bây giờ mày vừa lo cho con Lệ xong, tiền bạc tao biết là eo hẹp. Nếu có khó khăn thì cứ nói, mẹ không có tiếc bán đi cái mảnh vườn đấy. Mày thấy đây, tuổi tao cũng đã già rồi, cái mảnh vườn cũng chỉ đủ để trồng rau cho khuây khỏa thôi, chứ có phải làm ăn kinh tế gì đâu mà mày sợ. Cần biết rồi, khi nào cần thì con sẽ nói. Ờ, nhớ đấy. Về đến nhà thì mâm cơm cũng được dọn xong. Lệ nhanh nhẩu cất tiếng: Con mời bà nội, mời bố vào ăn cơm mà. Ờ, tắm rửa xong rồi đó hả? Dạ vâng. Ông Khoa lúc này nói chen: À, cơm hôm nay có vẻ ngon nhỉ, thơm nức cả mũi đấy. Bà Loan thì nguyết một tràng: Gớm, nơi đi đâu cả chiều, bây giờ tưởng định một câu là xong à? Không có đâu nha. Câu nói giận hờn này của bà khiến cho mọi người cười ồ cả lên. Bữa cơm tối kết thúc, Lệ vào trong phòng nghỉ ngơi. Ông Khoa thì pha ấm trà ngồi nhấm nháp, còn bà cụ Hai cùng với bà Loan ở dưới bếp rửa đống chén bát. Vừa rửa, bà vừa nhẹ nhàng hỏi: Mẹ ơi, cái chuyện lúc chiều là sao hả mẹ? Chuyện gì? Thì cái chuyện mẹ không cho con Lệ ra sông chơi. Bộ ngoài đó có gì hả mẹ? Bà cụ Hai đưa mắt nhìn con dâu, rồi ngoái nhìn về phía sân nhà trên. Phải mất khá lâu thì bà mới trở lại với câu hỏi: Ngoài sông ấy độc lắm, có nhiều thứ không được sạch sẽ. Không được sạch sẽ, ngoài đó mất vệ sinh hả mẹ? Không phải cái đó, mà là... Ý của mẹ là gì? Mẹ có tin vào ma quỷ không? Sao mẹ lại hỏi vậy ạ? Thì cứ trả lời đi. Cần nửa tin nửa không, nhưng chắc vì con chưa thấy, chứ con vẫn tin là con linh hồn. Còn cái bờ sông đó nó có vấn đề gì sao mẹ? Có, cái vấn đề nghiêm trọng nữa là đằng khác. Bà cố Hai thở dài, vặn cái vòi nước rồi bắt đầu kể lại. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã khá lâu, chắc phải 50-60 năm trước. Khi đó mẹ chỉ là một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Trong làng có gia đình của ông Phú Hộ Hợi, người gốc Hoa Kiều. Ông Hợi giàu có lắm, vì thời đó chưa giải phóng, lại còn ở chế độ cũ, cho nên ông ta thân với đám sĩ quan của Mỹ, rồi móc nối nhờ họ bảo kê làm ăn với nước ngoài. Thành thử ra đã giàu lại càng giàu hơn. Hàng ngày phía mé sông lúc nào cũng tấp nập cảnh thuyền bè chở hàng của ông Hợi. Vào đầu những năm 70, khi chiến trường giữa hai miền Nam Bắc trở nên khốc liệt, lúc này rộ lên tin đồn ông Hợi làm tay cho quân giải phóng, chuyên dùng những chuyến hàng theo đường thủy của cha mình để vận chuyển vũ khí, khí tài quân sự cho bộ đội và du kích. Tình hình càng lúc càng căng thẳng khi mà ông Hợi bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Cho dù ông có quen thân với đám sĩ quan Mỹ đến nhường nào thì họ cũng không thể ra mặt giúp đỡ. Sau khi ông Hợi bị bắt, sống chết tội trạng chưa rõ, thì ở nhà tình hình kinh doanh không có như là rắn mất đầu, gặp thêm rất nhiều khó khăn. Những mối cạnh tranh thừa cơ xuyên tạc tung tin đồn nhảm, thậm chí còn mua chuộc đám thuyền châm lửa đốt thuyền. Vụ hỏa hoạn gần như là thiêu rụi cả bến thuyền. Chưa dừng lại ở đó thì đứa con gái duy nhất của ông còn bị một nhóm người làm nhục ngay giữa thanh thiên bạch nhật, vì lý do là cần lục xét người cô. Sau khi bị hãm hiếp thì quá đau đớn mà trầm mình xuống khúc sông để tự vẫn. Hay tin dữ, vợ của ông Hợi không chịu nổi cú sốc phát điên, ôm lấy thi thể con gái, khóa chốt cửa không cho người ta mai táng. Phải đến hơn tuần lễ sau thì người ta mới phá cửa, khống chế bà rồi đưa đi thi thể cô gái xấu số để làm hậu sự. Cũng ngay trong ngày hôm ấy, người ta thấy cả căn nhà của ông Hợi bốc cháy. Thì ra bà vợ ông trong cơn điên loạn đã phóng hỏa tự vẫn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả cơ nghiệp và gia cảnh lẫy lừng của ông Hợi sụp đổ một cách đầy bất ngờ và tiếc nuối. Sau giải phóng thì người ta bắt gặp ở trong làng có một người đàn ông gầy gò, một bên mắt bị chột, chân thì đi cài nhắc như là bị tật. Nhìn kỹ một hồi lâu mới nhận ra đó là ông Hợi, nhân vật lẫy lừng một thời của làng Kình này. Thì ra trong mấy năm vừa qua, ông bị chính quyền bắt nhốt và tra tấn đến mức thân người tàn phế. Sau khi hai chuyện chẳng lành về gia đình, ông Hợi suy sụp, thậm chí suýt nữa lao đầu xuống sông để tự vẫn. May mà có vài người giữ ông lại.
Vì nể cái tình làng nghĩa xóm cũng như những lần phát trận cứu tế xưa kia, một vài người tốt bụng cho ông ăn uống tá túc. Nhưng cũng chỉ vài ngày thì ông Hợi lại rời đi. Ban đầu thì người ta cứ tưởng ông Hợi vì quá đau buồn cho nên bỏ xứ mà đi biệt tích. Thế nhưng sự thật thì trái ngược lại. Ông ta về Trung Quốc gặp những người bằng hữu trong dòng họ của mình. Nhưng người đó làm nghề pháp sư khá nổi tiếng. Họ kéo nhau sang đây dựng một cái đàn tràng lớn, làm lễ suốt 7 ngày 7 đêm. Có vài người tò mò bước tới hỏi thì được ông Hợi tiết lộ đây là lễ cầu siêu dành cho đứa con gái của mình. Tất nhiên cho đến giờ này thì đây là lý do hợp lý, cho nên cũng chẳng ai quan tâm. Buổi lễ kết thúc, ông Hợi cùng những người đồng hương của mình trở về bên Trung Quốc, cho đến tận bây giờ không thể xuất hiện. Nhưng mà chẳng ai có thể ngờ được rằng chính cái lễ kia đã khởi nguồn cho những chuyện tâm linh hết sức rùng rợn ở cái miền quê yên bình này. Gần một tuần sau khi mà ông Hợi rời đi, một chuyến đò chở gần chục người đi từ bờ này qua bờ bên kia đột nhiên gặp cái xoáy nước rồi nhấn chìm tất cả những khách hàng vào trong lòng sông. Tiếng kêu khóc than vọng cả một góc. Người ta lao đến để ứng cứu, có tổng cộng 12 người trên chuyến đò ấy. 7 người thì may mắn bơi vào trong bờ và được người ta cứu kịp thời. 5 người xấu số còn lại có một sự trùng hợp nhất định, đó là đều là đàn bà phụ nữ. Từ còn khá trẻ, từ mười mấy cho đến 20 mấy tuổi mà thôi. Vụ tai nạn này vừa kết thúc còn chưa phai dư âm thì lại kéo theo một vụ khác. Vụ việc thứ hai này tuy số lượng người gặp nạn chỉ có một, nhưng mà đáng nói nạn nhân vẫn là một cô gái trẻ. Cô này mang quần áo ra bờ sông giặt, rồi không hiểu sao người nhà đợi mãi không về. Lúc ra tìm chỉ còn thấy mỗi đôi dép. Mọi người ngụp lặn mãi, cho đến sang ngày hôm sau thi thể cô gái mới nổi lên. Và đỉnh điểm là vụ đuối nước thứ ba chỉ trong vòng có mấy ngày. Lần này đến lượt hai cô nữ sinh ở cái trường bổ túc bình dân học vụ gần đó. Sau khi tan học, hai cô không về nhà mà ra bờ sông nghịch nước. Đây cũng là lần cuối cùng người ta thấy hai cô gái trẻ còn sống. Trước những sự trùng hợp đến mức kỳ dị, mọi người mới bắt đầu cảm thấy có điều gì không đúng. Để thêm vài ngày nữa thì người ta mới mời một ông thầy pháp nghe đồn cũng khá có tiếng. Ông này vừa đến bờ sông ngay chỗ lập đàn tràng của ông Hợi lần trước, liền đứng khựng lại, gương mặt nhăn nhó rồi thốt lên: "Không xong rồi, không xong rồi." Người ta có hỏi thì ông bảo ở đây đang có một cái ác linh sức mạnh vô cùng. Ông không hứa trước nhưng mà sẽ cố gắng hết mình. Một cái bàn lễ được dựng nên, ông thầy cho cá tiết một con gà trống rồi trộn với một lọ tro từ bùa phép rồi giải xuống sông. Chỗ máu thực ra không nhiều lắm, chỉ chừng một cái bát con. Tuy nhiên vừa mới giải xuống thì gần như cả một mé sông chuyển thành màu đỏ rực. Mọi người chỉ trò bàn tán không ngớt, còn sắc mặt của ông thầy thì lại càng trở nên nghiêm trọng. Và rõ ràng cái sự lo lắng này của ông là không thừa. Khi chỉ độ chừng vài phút, bất ngờ ông ngã bật ra đất, cả người co giật, gương mặt tái xanh. Có vài người chạy đến đưa ông dậy rồi định hỏi thăm, thế nhưng họ giật mình vì nhận ra cả người cũng lúc này đều lạnh toát. Miệng thì thào toàn những câu đe dọa: "Chúng mày sẽ chết hết, tất cả sẽ chết hết." Giọng nói của ông cũng biến đổi, nó tựa như giọng của một người phụ nữ. Thế không ổn, người ta liền đưa ông thầy đi cấp cứu. Buổi lễ cũng vì vậy mà bị bỏ sang giờ. Một tuần trôi qua, khi mà ông thầy còn chưa tỉnh lại thì tiếp tục có thêm một vụ tai nạn khác, làm mất hai mạng người. Và tất nhiên người mất vẫn là những cô gái trẻ. Một làn sóng lo sợ bao trùm lên toàn bộ dân cư ở vùng này. Các cấp chính quyền cũng như cán bộ xã cũng có động viên bà con hạn chế đi qua khúc sông, cắm thêm biển báo nguy hiểm cấm tắm. Thế nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì những vụ tai nạn vẫn xảy ra theo một cách hết sức vô lý. Một tháng sau, ông thầy pháp lúc này đã tỉnh lại. Việc đầu tiên mà ông làm đó chính là thu gom đồ đạc, xuất viện rồi bắt xe đỏ rời đi. Ban đầu mọi người cứ tưởng ông sợ hãi mà bỏ chạy, thế nhưng không. Vài ngày sau, người ta lại thấy ông về làng đi cùng với cả chục người. Hỏi ra thì mới biết đây là những vị đồng đạo mà ông lúc trước còn tu học. Giờ đây khi cảm thấy có biến lớn, ông nhờ họ về để cùng mình làm lễ trấn yểm. Liền trong mấy ngày hôm ấy, một cái đàn tràng khác được dựng lên với quy mô lớn gần như gấp đôi cái đàn tràng của ông Hợi. Khác với lần thử trước, giờ đây với sự giúp đỡ của những vị pháp sư kia,
ông thầy đã hoàn toàn trấn áp được cái tà linh dưới khúc sông. Sự thật bây giờ mới được sáng tỏ, cái tà linh này không ai khác chính là cô con gái chết oan ngày xưa của ông Hợi. Và cái việc làm lễ của ông khi trước không phải là giúp cô siêu thoát, mà là khiến cô luyện thành quỷ. Theo truyền thuyết của người Trung Quốc, nếu nữ quỷ thu thập được đủ 49 vong hồn của các cô gái trẻ thì sẽ được đầu thai chuyển kiếp, chứ không còn bị giam giữ linh hồn ở dưới sông. Tuy đã giải quyết được vấn đề, nhưng ông thầy cũng không diệt trừ cái vong, vì tính ra cô gái tội nghiệp ấy không có chủ đích làm hại bất cứ ai. Lúc sống đã khổ thì khi chết đi, vì sự ích kỷ của người cha khiến cho tội nghiệp càng thêm chất chồng. Ông thầy liền xây một cái miếu chấn điểm bằng đủ loại bùa ngải, đồng thời căn dặn người dân trong vùng thường xuyên cúng bái, làm lễ, để vong hồn không những của con gái ông Hợi mà tất cả những người xấu số tử nạn khác được yên lòng. Sự bình yên lúc này đã quay trở lại, cứ tưởng đâu mọi thứ kết thúc. Cho đến hồi giữa năm ngoái, khi trận bão lũ lịch sử kéo về, nước sông dâng cao, vô tình làm hư hại ngôi miếu cũng như các lớp bùa chú chấn điểm năm xưa. Dân làng cũng có góp tiền xây dựng lại ngay sau đó. Thế nhưng vì lớp chấn điểm đã mất tác dụng, cho nên gần như ngay lập tức có hai vụ tai nạn thương tâm, và người mất lại là những cô gái trẻ trong độ tuổi 20. Thế không ổn, và nhớ đến những chuyện trong quá khứ, các bà cao niên trong làng đi mời về một vị thầy pháp. Sau khi xem qua tình hình rồi bói quẻ, ông thầy nghiêm nghị bảo: cái kết giới năm xưa đã bị phá vỡ, giờ đây những vong hồn oán hận không còn là con gái của ông Hợi nữa, mà tất thảy những người đã là nạn nhân của cô khi xưa. Họ họp theo ai cũng muốn bắt cho đủ 49 cái hồn để được siêu thoát. Giờ tôi chỉ có thể dùng chút sức mọn của mình để hạn chế bớt phần nào. Đợi cho đến sang năm khi thời điểm thích hợp thì mới có thể nhờ người cao tay ấn hơn về làm phép. Trong thời gian từ giờ cho đến khi ấy, mọi người nhà ai có con gái độ tuổi 16 đến 25 tuyệt đối hạn chế không nên bén mảng ra khúc sông này. Đường xá bây giờ cũng đã thuận tiện, nhiều đường tránh, mọi người tin thì làm theo, còn không thì ráng chịu hậu quả. Nói đến đây thì ông thầy rời đi. Nhiều người nghe lời phán ấy thì cũng lo lắng, và tránh voi chẳng xấu mặt nào, họ cứ như vậy làm theo lời của ông căn dặn. Bà cụ hai kể đến đây thì thở dài rồi chút hạ: đấy, người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình không làm gì ác đức, nhưng cứ né là tốt nhất. Mà nhớ dặn con Lệ không được ra đó nữa, kẻo mang họa đó, nghe chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói chuyện với con dâu xong, mở trên bát cũng đã được xếp gọn vào trong cái kệ đỡ. Bà cụ hai đứng dậy đấm đấm thắt lưng của mình rồi bước về phòng. Còn bà Loan thì cũng lấy quần áo để đi tắm. Lúc đi ngang qua phòng con gái, bà đưa mắt nhìn vào và nhận ra Lệ đang nằm trên giường, bên cạnh là chiếc máy tính đang bật dở một bộ phim của Hàn Quốc. Cái con này, mày mê phim ảnh gì? Bây giờ ngủ gục thế này không biết. Gác lại cái dự định của mình, bà bước vào tắt máy tính, kéo tấm chăn đắp lên người cho con gái, miệng lẩm bẩm: cửa ải quan trọng nhất đã xong, hy vọng không có biến chứng gì như các bác sĩ cảnh báo. Chứ nếu không, kinh tế của cả cái nhà này không thể gồng gánh cho bất cứ một cuộc phẫu thuật nào nữa. Sở dĩ bà Loan nói như vậy là bởi tuy đúng là Lệ đã phẫu thuật thành công, thế nhưng vì khối u chèn vào phần quan trọng trong não, cho nên các bác sĩ khuyến cáo có thể sẽ có biến chứng, hoặc tệ hơn là sẽ khối u tiếp tục hình thành. Ngày nhận tin này, bà Loan lo lắng, tuy nhiên bà quyết định giấu cả chồng và con, vì nhiều khi để họ biết sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. Suốt 3 năm chạy chữa vừa qua, công ty của ông Khoa, cái tâm huyết ông gây dựng từ lúc ngập nghiệp cho đến bây giờ, đã phải sang nhượng lại cho người khác. Giờ nếu ông biết bệnh tình của Lệ vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, thì chẳng tưởng tượng nổi ông sẽ chịu đả kích nặng nề đến nhường nào. Trở lại với hiện tại, bà Loan thôi không nghĩ nữa mà quay lưng đi ra ngoài. Trời đêm nay là ngày 14 âm lịch, cho nên ánh trăng tròn và sáng lắm. Ánh trăng cùng với tiếng ếch nhái dưới mền tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên và nên thơ. Sáng hôm sau, bà Loan thức dậy khá sớm. Ông Khoa lúc này vẫn còn đang ngủ say. Bà xoa hai bên thái dương rồi rất nhanh chóng nhớ ra việc cần làm là chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, rồi cùng bà cụ hai đi chợ. Bà bước xuống giường, vừa ra đến phòng khách,
Bà Loan trông thấy mẹ chồng của mình đang ngồi nhặt rau trước hiên. Có chút bất ngờ bà liền ấp úng gọi. Ủa, rau ở đâu vậy mẹ? Mẹ đi chợ rồi à? Không, chợ búa gì. Con Tư nó quẩy gánh rau đi ngang qua, thấy mấy bó cải tươi xanh ta mua. Lát đi chợ mua thêm chút tôm khô là nấu một nồi canh cái. Cái thằng Khoa nó thích cái món này lắm. Vâng ạ. À mà hôm nay là rằm, lát ai nhớ nhắc mẹ mua hoa với trái cây, chừng nên bàn thờ vì mang dân nghĩa địa thắp cho bố thằng Khoa. Vâng ạ. Bữa sáng hôm nay là món bánh canh nấu với thịt bằm được bà Loan chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ngày hôm qua. Bà cô hai vừa ăn vừa khen tài nấu nướng của con dâu. Nhà này đúng là có phúc. Lúc trước khi nghe thằng Khoa nó bảo lấy con gái thành phố, mẹ cũng lo, cứ sợ là không quán xuyến được việc nội trợ. Ai ngờ đâu còn giỏi giang cấp mấy lần những đứa con gái ở làng quê. Mẹ đừng có khen quá và con phồng mũi đấy. Thế vậy chứ khó tính hay là mắng chồng con lắm. Trước lời nói này của chồng, bà Loan lườm ông Khoa một cái, kéo theo đó là một chàng cười như nắc nẻ của bà cụ hai. Nó mắng là còn nhẹ đấy, chứ phải tao à, là tao muốn đánh đòn mày luôn cơ. Sau bữa sáng, bà cụ hai cùng con dâu đi chợ, còn ông Khoa thì ra nghĩa địa viết cây cuốc trên tay để dọn dẹp cỏ dại chung quanh phần mộ của bố. Lệ cũng đòi đi theo, thế nhưng tất nhiên là không được đồng ý. Cái con này mới phẫu thuật xong, ai cho tới mấy cái chỗ nghĩa địa hả? Kiêng cử lắm đấy. Mày cứ ở nhà trông nhà phụ mẹ với bà nội nấu nướng, không có lan man nữa. Trông nhà cho nó cẩn thận, kẻo cứ đến nào nó nghịch ngợm quất mất mấy cái chậu phong lan ta đánh đòn đấy. Con biết rồi, khổ lắm thôi nói mãi. Ông Khoa phì cười đổi thêm cái mũ bảo hiểm rồi lái xe đi. Một lát sau khi đến nghĩa địa, ông ngừng chân trước một ngôi mộ trong góc. Cái cỡ của nó khá lớn nhưng có nhiều cỏ dại mọc chung quanh, thậm chí là cỏ còn mọc lên vào giữa lớp gạch men trên thành mộ nữa. Ông Khoa bước xuống xe, việc đầu tiên là chắp tay lại lâm dâm khấn. Bố à, con đến thăm bố đây. Cậu lâu quá rồi bố nhỉ. Mấy năm qua vì bệnh tình của con bé Lệ mà con không có thời gian về quê. Giờ cả nhà con dọn hẳn về đây, sẽ thường xuyên ra đây. Khấn xong, ông bắt đầu cái công việc dọn dẹp cỏ dại của mình. Vị trí đầu tiên mà ông nhấc cuốc xuống là phía sau ngôi mộ. Ngay lập tức một mảng cỏ bị lật tung. Nhưng mà không chỉ có cỏ mà ông Khoa phát hiện ra một cái hang nhỏ. Ủa, cái gì thế này? Ông dùng một cái lưỡi cuốc chạm nhẹ vào miệng hang. Rất nhanh sau đó từ bên trong có một con rắn lao ra ngoài. Con rắn này là loại rắn không có độc. Tuy nhiên nó lại khá lớn và di chuyển nhanh, nên nhất thời làm trông Khoa giật mình lùi lại. Ông giơ cây cuốc lên để thủ thế. Nếu như con rắn dám lao tới thêm, ông không ngần ngại mà bổ súng một nhát. Tuy nhiên không biết có phải vì hiểu được cái dự định này của ông hay không mà con rắn dừng lại. Nó cong mình một cái rồi quay đầu lùi vào bên trong mấy cái hàng bộ bên cạnh. Thả cây cuốc xuống, ông Khoa lẩm bẩm, làm giật hết cả mình. Đợi thêm một lúc nữa khi chắc chắn con rắn không quay lại, ông tiếp tục công việc dọn dẹp cỏ dại của mình. Và để cho con rắn không tiếp tục làm tổ ở đó, ông cuốc đất lấp luôn cái miệng hang lại. Dọn dẹp lau chùi xong, tiếng hai mẹ con bà cụ hai cũng ra đến nơi với cái giỏ đồ cúng hoa quả trái cây. Bà Loan cất tiếng, bố con Lệ đã xong chưa? À, xong rồi đây. Đặt cái giỏ đựng đồ cúng lên trên thành mộ, bà Loan thở từng hơi hì hục, còn bà cụ hai thì chắp tay. Ông ơi, tôi với hai con đã ra thăm ông đây. Hôm nay ông sướng nha, được dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thế này. Thôi không lằn mặt nữa, bà cụ hai bảo con dâu soạn đồ từ trong giỏ ra, còn mình mở chai nước xót vào đó mấy cái tách nhỏ. Ông cụ hai mất tính đến nay ngót nghét hơn chục năm. Bà cụ hai thì tính xa nên khi chôn cất chồng, xin mua luôn một cái chỗ đất ở bên cạnh. Phòng trường hợp sau này mình khuất bóng sẽ được nằm kế bên người chồng. Bài biển xong rồi đó, hai đứa mau lại đây đứng với mẹ. Bà nén nương được thắp lên, bà cụ hai nói với cái giọng đầy vui vẻ. Tôi cho ông biết nha, từ bây giờ ông khỏi lo tự nhà một mình nữa. Vợ chồng cái thằng Khoa nó về đây là ở luôn. Nếu như mà lần trước tôi thường ra đây để cầu xin ông phù hộ cho con Lệ, thì giờ đây đến lượt của ông phù hộ cho thằng Khoa nó khởi nghiệp, làm lại từ đầu được suôn sẻ thành công nha. Đợi chờ cho bà cụ hai khấn xong thì đến lượt ông Khoa và bà vợ của mình.
Hai người cũng đại khái nói những lời cầu khấn như mẹ. Ba người cắm hương ngồi chuyện trò gần một giờ sau thì mới đứng dậy ra về. Thế nhưng mà khi ba người vừa mới quay lưng rời đi thì mấy nén hương cắm ở trên cái bát nơi mộ của ông cụ Hai bỗng dưng bật lửa, bùng lên cháy dữ dội. Trở về, không khí miền quê phải nói là trong lành và yên bình đến kinh ngạc. Bà Loan ngồi trên chiếc ghế tựa khâu lại mấy cái áo bị xích chỉ. Ông Khoa thì đã chờ bà cụ Hai đến nhà của một người bà con vì nghe đâu là họ bị ốm. Trong nhà lúc này chỉ còn lại bà Loan và Lệ mà thôi. Đang khâu tiếng hít chỉ, bà Loan cất tiếng bảo: Lệ ơi, Lệ ơi. Dạ. Lệ từ trong phòng bước ra: Sao thế mẹ? Mày lật cho mẹ cái hộp kim chỉ trong tủ đi. Vâng ạ. Lệ bước đến tủ, cô cầm cái hộp bánh quy Danisa bằng kim loại lên. Cũng như bao gia đình khác, cái hộp này không dùng để đựng bánh mà bên trong là kim chỉ và mấy hạt nút sơ cua. Cầm cái hộp bước tới chỗ của bà Loan, tuy nhiên khi Lệ đặt nó xuống bàn thì cô lại không cẩn thận, chỉ đặt ở cái mé khiến cho cái hộp rơi xuống đất. Tiếng chiếc hộp bằng kim loại vang lên làm cho bà Loan giật mình. Không những vậy, từ bên trong đống kim chỉ và cúc áo kinh như vậy rơi ra, bắn tung tóe khắp cả sàn nhà. Trời đất ơi, là Lệ, sao hậu đậu thế hả con? Con xin lỗi à? Lỗi vì chả phải, nhà cô ti chuyện cũng chả xong. Thôi mẹ để con dọn cho. Thôi đi vào trong đi, để cho tôi nhờ. Để đấy chứ mày mà dọn dẹp rồi khéo dẫm phải kim nữa thì mang họa đó. Đi đi. Vâng ạ, con xin lỗi. Đúng lúc này tiếng xe máy báo hiệu hai mẹ con của bà cụ Hai đã về đến. Bà Loan vừa cúi xuống vừa loay hoay dọn dẹp, vừa ra hiệu cho con gái vào lại trong phòng. Khi nhìn thấy mẹ chồng vừa đến nơi, bà liền cất tiếng hỏi: Mẹ ơi, dì Bảy ốm thế nào, con nặng không ạ? Không sao, chỉ là bệnh tuổi già mà. Thế nhưng mà do bà em một mình cho nên sinh hoạt khó khăn. Dì không con cái à mẹ? Có nhiều là đằng khác đấy. Thế nhưng mà chẳng đứa nào ra hồn cả, cho nó cứ đùn đầy trách nhiệm, có chịu chăm nuôi bà ấy đâu. Bây giờ bà ấy có chết thì chưa chắc chúng nó đã chịu tăng đủ, vì đất đai bà ấy đã chia cho chúng nó từ trước. Trời đất ơi, tội nghiệp quá. Thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không can thiệp được đâu. Con Lệ đâu? Dạ, nó đang ở trong phòng, con vừa mắng cho một trận. Sao lại mắng? Dạ không có gì đâu, nó hậu đậu quá. Thông cảm đi, con bé nó mới nào ốm mà. Vâng ạ. Mẹ ngồi nghỉ đi, con khâu xong chiếc áo này con sẽ đi nấu cơm. Để đó mẹ phụ cho. Dạ thôi, cơm hôm nay toàn những món đơn giản đấy mà. Về lại mẹ đi cả chiều rồi, bây giờ cũng mỏi lưng lắm. Quả thật nghe những lời quan tâm này thì bà cụ Hai cũng cảm thấy mắt lầm. Mới đây mà đã một tuần trôi qua, cuộc sống ở miền quê với gia đình của bà Loan trở nên khá bình ổn. Ông Khoa dùng số vốn còn lại đầu tư vào một cái vườn trồng cây ăn trái. Trước mắt chưa thu hồi vốn ngay được, thế nhưng trong tương lai nó sẽ mang lại nguồn kinh tế ổn định. Chuyện này ăn cơm xong thì ông Khoa đi lên vườn cây làm việc. Bà cụ Hai thì đội nón đi đâu đó không rõ. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con bà Loan. Đúng lúc này bên tai của bà văng vẳng tiếng chuông điện thoại từ trong phòng của con gái. Điều này tất nhiên là lạ, bởi vì từ ngày về đây để làm gì có giao tiếp với bạn bè nào. Và số điện thoại của cô cũng chẳng ai biết, ngoài trừ người mà bà Loan không muốn nhắc tới. Thế là bà lập tức bước tới trước cửa phòng, không gõ cửa mà chỉ ghé tai vào bên trong. Trời đất ơi, anh làm em hít cả hồn, em quên để chế độ im lặng. Rồi em biết rồi. Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, từ bên ngoài bà Loan bước tới. Lệ, mày đang nói chuyện với ai vậy? Mẹ, con... Sao? Mày nói chuyện với ai? Mau trả lời tao. Con nói chuyện với ai đâu? Nói láo, đưa điện thoại đây cho tao. Không, con không có. Lệ ngắt cuộc gọi, toàn định xóa luôn lịch sử. Thế nhưng bà Loan nhanh tay hơn, bà lao tới giành lấy nó từ tay của con gái. Và khi nhìn vào màn hình, thứ bà không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Đây là một dãy số với ba số cuối là ba con số không để ám ảnh. Bà trừng mắt nghiến răng. Thằng chó chết, mày còn gọi điện cho con gái tao hả? Mày cút đi. Nó dứt câu, bà ngắt cuộc gọi rồi trừng mắt nhìn con gái. Lệ, mẹ nói với con bao lần, tại sao con lại như vậy? Mẹ, con xin lỗi, nhưng mà anh Dũng anh ấy chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Hỏi thăm sức khỏe? Nó tốt đến vậy hả? Hay nó định dụ dỗ mày làm gì nữa? Trời đất ơi, con ơi là con,
Sao mày ngu ngốc dại dột vậy hả? Người tên Dũng vừa được bà Loan nhắc đến đây là người yêu cũ của Lệ. Hai người quen nhau từ trước khi Lệ phát hiện ra căn bệnh ung thư của mình. Thế nhưng rồi khi mà tình hình bệnh tật khiến cho sức khỏe của cô không được đảm bảo, nhưng lần đi chơi cũng vì vậy mà ít đi, Dũng cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Bà Loan trong một lần đi chợ vô tình bắt gặp gã chở theo một cô gái khác trông tình tứ lắm. Về đến nhà bà thuật lại cho con gái nghe, thế nhưng không biết ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà Lệ lại không những không tin mà còn trách bà Loan đi theo để theo dõi người yêu của mình. Tức giận bà mới quyết định làm cho chuyện này cho ra lẽ, đã lỡ mang tiếng rồi, bà đi theo dõi thật luôn. Và rồi thì bà phát hiện ra đúng là Dũng đã có mối quan hệ tình cảm với một cô gái khác. Sau khi thu thập đầy chứng cứ, bà mang chúng về cho con gái xem với suy nghĩ Lệ sẽ tỉnh ngộ và chấm dứt tình cảm với người đàn ông tệ bạc kia. Thế nhưng không, Lệ tiếp tục không tin, cô còn đòi sống chết không chịu chấp nhận điều trị. Còn Dũng thì mất tích. Sau cái lần đó phải cố gắng thuyết phục lắm thì Lệ mới chấp nhận điều trị trở lại, kèm theo lời hứa bà Loan sẽ không cấm cản chuyện yêu đương của cô nữa. Suốt những ngày ấy, cứ tưởng Dũng đã vui vẻ bên cô gái khác, ấy mà bây giờ gã lại quay trở lại. Với cái điều này thực sự khiến cho bà Loan cảm thấy sốc. Quay trở lại với hiện tại, Lệ cũng đã giật chiếc điện thoại về phía của mình. Sao mẹ lại vô lý vậy chứ? Người ta chỉ hỏi thăm sức khỏe của con. Mày im đi. Sức khỏe cái gì? Tao thử biết cái thằng chó đó nó muốn có cái gì cả. Mẹ không nhớ mẹ hứa gì sao? Mẹ hứa nếu con tiếp tục chấp nhận điều trị thì không cấm cản chuyện yêu đương của con. Mày nói vậy mà nghe được à? Tao với bố mày bán hết tất cả nhà cửa, cơ nghiệp để giữ lại cái mạng sống cho mày. Thế mà giờ đây mày mẹ tiếc những thứ đó hả? Được, con xin lỗi vì đã khiến cho bố mẹ mất nhiều thứ. Được rồi, cùng lắm con không sống nữa. Con trả lại sự sống này cho bố mẹ là được chứ gì? Đổ mất dạy. Mẹ ăn nói như vậy mà được hả con? Bà Loan đỏ bừng cả mặt sau cú tát này dành cho con gái, thì bà cũng quay lưng trở về phòng. Xế chiều ông Khoa trở về trong thế gian phòng khách trống vắng. Ông tò mò lắm. Xuống dưới bếp thì bà cụ Hai đang nấu cơm mông cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mày về rồi đó hả? Vâng ạ. Mà vợ con đâu hả? Sao chỉ có một mình mẹ vậy? À, con Loan đấy hả? Lúc nãy nó có than mệt nên vào trong phòng nằm nghỉ rồi. Không biết ốm đau ra sao mà mẹ hỏi thì nó không có nói gì cả. Trời đất ơi, thế để con vào xem thử cô ấy thế nào. Ờ, đi nhanh đi. Ông Khoa gật gù rửa vội đưa bàn tay ở cái vòi nước trước khi nhà, rồi nhanh chân bước vào bên trong phòng. Và đến nơi trông thấy bà Loan đang nằm trên giường thì ông cất tiếng gọi. Loan ơi, Loan. Bà Loan vẫn nằm im không một chút phản hồi. Ông Khoa bước tới gần hơn đưa tay lay gọi. Loan, Loan ơi. Nhưng tưởng đâu sẽ được vợ trả lời, thế nhưng không, bà Loan vẫn cứ im lặng hai mắt nhắm nghiền. Loan, em đau ốm thế nào, đành đi mua thuốc. Em không sao đâu, em muốn ngủ một chút, anh không cần lo. Ông Khoa toàn định hỏi gì thêm, thế nhưng rồi lại nghĩ chắc vợ của mình đang muốn ngủ thật cho nên lại thôi. Quay trở ra bên ngoài. Còn về phần của Lệ thì vốn từng ngày cô lúc nào cũng ru rú trong phòng xem phim ảnh, cho nên ông không thấy gì làm lạ. Bữa cơm hôm nay quả thật có chút khác biệt với thường ngày, bởi bà Loan im lặng từ đầu đến cuối. Thậm chí là lúc bà cụ Hai gợi chuyện để trêu đùa, bà cũng chỉ ậm ừ. Còn Lệ thì ăn vội hết bát cơm rồi đứng dậy bỏ về phòng. Nhận ra sự khác biệt này, ông Khoa liền quay sang rồi hỏi. Có chuyện gì vậy em? Xem cứ im lặng vậy. Em không sao cả. Thật không? Thật mà, con làm sao đâu. Còn con Lệ, ăn uống gì mà như mèo mửa vậy hả? Ông Khoa lại quay sang bà cụ Hai. Mẹ này, một lần nữa còn có việc qua nhà bác Tư. Bên ấy nghe bảo là mở tiệc rượu mừng bác ấy, chúng muốn làm ăn lớn. Sao về muộn nên là có gì mẹ cứ để cửa cho con nhé. Lại ăn nhậu. Nhưng mà nhớ là uống ít thôi đấy, đường xá nguy hiểm lắm. Con biết rồi. Về lại cho bà con thân thiết với gia đình mình, không đi không được. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng tưởng đây là thứ hết sức bình thường. Thế nhưng mà còn bà Loan, bà giật mình đánh rơi luôn đôi đũa đang cầm trên tay. Tiếng rời lách cách làm cho mọi người cũng giật mình theo. Ông Khoa nhíu mày rồi hỏi. Em sao đây Loan? Em không sao. Chỉ là em giật mình thôi.
Thôi em coi ăn uống nghỉ ngơi thêm đi. Vâng ạ. Nói xong ông Khoa cũng đứng lên khoác áo đi ra ngoài. Trên mâm cơm chỉ còn lại bà cụ Hai và con dâu. Bà gấp đồ ăn rồi dục. Loan, con ăn đi. Ăn xong mẹ pha cho cốc nước chanh ấm, uống vào là khỏe. Thôi con không uống đâu. Bát cơm được bà Loan vả cho nhanh. Bữa cơm kết thúc bà rửa bát rồi trở về phòng. Và đến nơi thì bà nằm vật xuống giường. Cái cảm giác mệt mỏi thật khó chịu. Thậm chí lúc chiều này bà còn suy nghĩ hối hận khi dành toàn bộ gia sản cho việc điều trị cho Lệ. Để bây giờ cô không những không biết ơn mà còn làm ra cái chuyện khiến cho bà đau lòng. Bỏ lên thành phố với Dũng ư? Sao Lệ có thể nói ra cái câu ấy? Vì ai mà cả gia đình phải về đây? Tiếng gõ cửa phát tan bầu không khí im lặng trong phòng, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của bà cụ Hai. Loan ơi, con ngủ chưa? Bà Loan im lặng giả vờ như mình đã ngủ, thế nhưng có vẻ như bà cụ Hai đoán được. Bà bảo: mẹ biết là mày chưa ngủ đâu, mở cửa cho mẹ, mẹ nói cái này. Bà cụ Hai nói thêm mấy lần nữa, thế là bà Loan không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy, lau hết đống nước mắt nước mũi đang giàn giụa của mình rồi bước tới mở cửa phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra, sắc mặt của bà cụ Hai đột ngột thay đổi. Bà liền nhíu mày hỏi: trời đất ơi Loan, con khóc cả. Có chuyện gì vậy, sao con lại khóc? Không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt vì buồn ngủ, con ngáp rồi nước mắt nó chảy ra thôi. Con đừng giấu, làm gì có cái chuyện buồn ngủ ở đây. Đừng có giấu mẹ có chuyện gì nào. Con... Đúng thật là bà Loan không thể nào qua mắt được bà cụ Hai. Thế nhưng bà cũng không biết phải nói thế nào. Mẹ à, con không có gì thật mà. Bà cụ Hai thở dài đưa tay lên vỗ vai an ủi con dâu. Loan này, mẹ thì không biết rốt cuộc có chuyện gì, thế nhưng mà con phải chia sẻ với mẹ. Bà già này có thể không giúp được, nhưng mà cũng có người có thể giải tỏa giúp con. Con biết rồi, nếu mẹ muốn nghe thì con sẽ kể cho mẹ nghe. Câu chuyện được bà Loan kể lại, nghe đến đâu bà cụ Hai sừng sốt tới đó. Để cho con dâu kể xong, bà đứng phắt dậy. Cái con này, sao nó lại hư hỏng vậy hả? Nó không biết thương bố mẹ nó sao? Giờ còn đòi bỏ nhà theo trai. Để đó tao qua tao mắng cho nó một trận. Nói là làm, bà cụ Hai bước sang phòng của Lệ không có cửa, hay là gọi cháu gái, mà cứ như vậy xoay tên đóng cửa bước vào. Thế nhưng cũng như bà Loan, một lát sau bà cụ Hai trở lại với khuôn mặt đượm buồn. Hết cách rồi Loan à, còn Lệ nó lú lẫn thực sự rồi. Bà cụ Hai kể lại cái màn nói chuyện vừa rồi với cháu gái. Lệ vẫn đòi sống chết nếu không được phép tiếp tục qua lại với Dũng. Loan à, bà cụ Hai nắm tay con dâu như một cách để chia sẻ, còn bà Loan thì vẫn u uất lắm. Mẹ, lát nữa anh Khoa về đây con sẽ kể cho anh nghe. Đừng con, đừng làm vậy. Bà cụ Hai lắc đầu ngăn con dâu. Mày thử biết tính của thằng Khoa, nó nóng giận, lúc nhất thời có thể làm những cái chuyện mà mình không tưởng tượng được. Tao sợ lại có hậu quả đáng tiếc. Còn lại cái con Lệ bây giờ cần phải áp dụng lạt mềm buộc chặt, chứ mình cứng thì tuổi trẻ chúng nó cạn nghĩ, nó không có chịu tiếp thu đâu. Mẹ nói như vậy tức là mẹ đã có cách. Có cách thì có, thế nhưng mà cũng phải tùy thuộc vào cái thằng kia. Là sao ạ? Mẹ nói gì con không hiểu. Thì bây giờ mày cứ bình tĩnh, đừng kể cho thằng Khoa nghe. Ngày mai đây mày hẹn cái thằng chó chết đó ra đây gặp để nói chuyện cho phải trái, hỏi xem nó muốn gì mới chịu buông tha con bé. Tao nghĩ chắc nó muốn vòi tiền chứ chả yêu đương gì đâu. Vâng, thế để con làm thử theo cách của mẹ. Đúng lúc này thì ông Khoa trở về, cuộc nói chuyện của hai mẹ con tạm ngưng. Từ bên ngoài bước vào, ông liền lè nhè: mẹ ơi, anh ơi, sao nhà cửa mở toang thế này, đi ngủ rồi hả? Đây, tao đây. Bà cụ Hai từ bên trong nhà bước ra: mày say lắm rồi đó hả? Đi xuống rửa mặt lên rồi ngủ, không có được tắm đâu. Con biết rồi. Nói đến đây thì bà cụ Hai quay đầu sang nháy mắt ra hiệu cho con dâu rồi đi khóa cửa nẻo. Giữa trưa hôm sau, bà Loan đến điểm hẹn. Đây là một cái quán cà phê nằm ở đường lộ hướng lên thị xã. Vì sợ đông người không tiện nói chuyện cho nên bà chọn cái khung giờ này. Trong khi tay đang loay hoay ấn số điện thoại để gọi cho Dũng thì một giọng nói từ bên trong vang lên: bác Loan à, cháu đây. Theo quán tính, bà Loan quay người hướng mặt về đối phương. Người vừa gọi tất nhiên là Dũng rồi.
vẫn với cái vẻ bảnh bao và dáng người cao lớn như lần cuối cùng mà hai người gặp mặt. Thế nhưng bà Loan thừa biết ẩn sau cái vẻ ngoài đó là một nhân cách đốn mặt. Cháu chào bác à, bác ngồi đi. Bác uống gì để cháu gọi? Không cần, tôi cảm ơn. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Hôm qua cậu gọi cho con Lệ nhà tôi để làm gì? Thưa bác, con gọi để hỏi thăm sức khỏe. Nghe bảo Lệ đã xuất viện về quê, con thật là mừng. Thôi, bớt dùng cái trò mèo khóc chuột đi. Mày nói thẳng cho tao biết, mày cần bao tiền để mà biến mất khỏi cuộc đời con gái của tao? Ơ kìa bác lại, ta nói rồi, ta không có nhiều thời gian, nói đi. Nét mặt của Dũng bây giờ đã thay đổi, cái ta nở một nụ cười rồi lẩm bẩm. Thôi thì được rồi, cháu cũng nói cho bác biết, cháu đang gặp chuyện khó trong kinh doanh cho nên cần vài trăm triệu. Vài trăm? Mày định ăn cướp à? Thì cháu cũng đang chia sẻ vậy, còn nếu bác không chịu thì cháu cũng biết làm sao được. Vậy là cháu không có quan trọng cái chuyện tiền bạc. Giờ cháu định sẽ cùng Lệ gây dựng lại từ đầu. Lệ còn bảo sẽ cùng cháu lên thành phố đi học nghề rồi xin việc. Bác nghĩ xem thế có là hạnh phúc không? Đồ đều cáng, mày dám nói ra những câu vậy hả? Vừa nói bà Loan cầm cả cốc nước hất thẳng vào mặt của đối phương. Giống phì cười đưa tay lau chỗ nước trên mặt. Bác giận quá, coi chừng mất khôn đấy. Bà Loan tuy điên máu thì nhưng đúng là không thể tiếp tục cứng rắn mà ngồi xuống. Bây giờ mày muốn bao nhiêu? Cho cái giá cụ thể. Thì thôi, nếu bác đã có lòng cháu cũng xin thưa, cháu muốn khoảng 500 triệu. Mày... Cái này không kỳ kèo không trả giá. Nếu bác tiếc 500 triệu thì cứ để cho cháu và Lệ yêu đương đi. Cái này hoàn toàn sòng phẳng mà. Cháu hứa sau khi nhận được tiền sẽ biến mất cuộc đời của cô ấy. Bây giờ còn chắc cũng không mất thời gian của bác nữa. Cháu xin phép đi trước. Nói dứt câu thì Dũng đứng lên tính tiền nước rồi rời khỏi. Lúc này đây bà Loan bất lực ôm mặt khóc. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian điều trị bệnh đầy khó khăn cho con gái, bà lại có một cảm giác như vậy. Cùng lúc đó ở nhà thì ông Khoa cũng vừa ngủ dậy sau một cơn ngủ dài. Nhìn xung quanh không thấy Loan đâu, ông ngơ ngác rồi gọi tên của vợ. Loan ơi, Loan! Nghe thấy tiếng của con trai, bà cụ hai từ bên ngoài nói vọng vào. Con Loan nó ra ngoài có việc. Đêm qua là mày uống kiểu gì mà không biết trời trăng mây gió vậy hả? Con uống có tí mà, phía bên ấy mọi người vui quá. Ủa mẹ biết vợ có đi đâu không? Ta không biết. Mày lo dậy ăn uống đi. Lần sau đừng có bao giờ như hôm qua, chứ không là ta không có đợi cửa đâu. Ngủ ở ngoài đó. Vâng, con biết rồi. Vừa nói ông Khoa vừa lấy điện thoại ra gọi cho vợ. Nhà có ra chợ thì mua hộ cho ông đôi dép mới. Đôi dép hôm qua đi làm vườn bị rách mất phần quai. Tuy nhiên gọi mãi không thấy bà Loan nhấc máy, ông lầm bầm. Cái bà này chắc lại quên, để chế độ im lặng đi mà. Một lát sau thì bà Loan trở về. Người đầu tiên bà gặp chính là ông Khoa. Ồ mẹ, con Lệ đi đâu mà từ nãy đến giờ con gọi điện còn không có nhấc máy chứ? À, em đi có tí việc. Thôi vào ăn cơm đi. Hôm nay mẹ nấu mấy cái món ngon lắm đó. Thôi em đi ra ngoài đường nắng nóng, tự nhiên thêm mệt quá. Anh và mọi người cứ ăn trước. Sao, ốm đau thế nào, đành đi mua thuốc? Em không cần thuốc đâu, nằm nghỉ một chút là khỏi mà. Bước vào bên trong, bà cũng thử ngó nghiêng. Lệ lúc này cũng đang ở dưới bếp phụ dọn cơm với bà nội của mình. Không muốn chạm mặt con gái lúc này, bà Loan nhanh chân bước trở về phòng. Và đến nơi, bà lấy điện thoại nhắn ngay cho một người bạn thân cũ của mình. Và cũng chỉ có người này bây giờ mới có thể giúp cho bà. Bà định sao vay mượn họ số tiền 500 triệu. Tất nhiên với sự quen biết cũng như uy tín từ trước đến nay, bà nhanh chóng được đối phương đồng ý. Đợi lại hàng tháng phải trả chút đỉnh tiền lãi, coi như chi phí trách nhiệm. Bà Loan trong lúc này đây thì đâu còn sự lựa chọn nào khác, cho nên đành phải gật đầu đồng ý. Sau khi nhắn tin xong, bà thầm nghĩ, hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ, cái thằng chó kia sẽ biến mất khỏi cuộc đời còn Lệ. Thế nhưng có một điều bà Loan không hề hay biết, rằng cho dù bà có đưa cho Dũng cả tỷ đồng đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi vì thực sự con gái của bà và gã đàn ông kia đã lên với nhau một kế hoạch. Họ sẽ dùng chính cái số tiền mà bà đưa để làm chi phí rồi bỏ đi nơi khác. Ngày hôm sau khi đã được người bạn của mình chuyển tiền, thì bà Loan mang đến tận tay đưa cho Dũng kèm với lời đe dọa. Nếu cậu thất hứa đừng trách tôi. Cháu biết rồi mà, bác cứ an tâm. Cháu sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của Lệ đâu. Bước tiếp theo, kế hoạch là màn diễn kịch của Lệ. Khi suốt mấy ngày sau đó, cô lúc nào cũng than thở không thấy Dũng nhắn tin hay gọi điện.
Bà Loan thì ngây thơ cứ nghĩ ổn thỏa, thế nhưng bà đâu biết rằng con gái của bà đang trực chờ cơ hội để có thể bỏ nhà đi theo trai. Và cuối cùng thì cái ngày đó cũng tới. Hôm nay ở nhà một người bà con phía làng bên có đám dỗ lớn, thế là từ sớm cả nhà bà cụ hai đều sang bên ấy. Sau khi phụ nấu nướng cũng như ăn uống thì Lệ mới nói với mẹ: "Mẹ ơi, con thấy hơi mệt, với lại các chú các bác hát karaoke ồn ào quá, con về trước nha." "Ờ, vậy cũng được, để mẹ bảo bố đưa về." "Thôi, con về một mình cũng được, ở bên ngoài có xe ôm, trở về làng chừng vài chục chứ bao nhiêu." "Ờ, thì nhớ cẩn thận nha, về nhà lắn nhắn tin lại cho mẹ đó." "Vâng ạ." Rời khỏi nhà, người bà con Lệ bắt xe ôm rời đi. Khi về đến nhà, cô tức tức vào trong phòng lấy vài thứ đồ thiết yếu đã chuẩn bị từ đêm qua cho vào cái túi du lịch nhỏ. Điểm đến tiếp theo của Lệ là ngoài mé sông. Đây cũng chính là điểm hẹn của cô và Dũng, vì ở đây hôm trước lẽ ra Lệ đã ra chơi một lần. Nó vắng vẻ lắm, chẳng có ai thích cô cả. Ra đến nơi, Lệ nhìn mãi vẫn không thấy nhân tình đâu. Cô nhíu mày rồi thì thầm: "Cái anh này làm gì mà lâu vậy? Hẹn 12 giờ mà đã quá 15 phút." Vừa mới dứt lời thì bên tai của Lệ vọng đến tiếng bước chân trên nền đất. "Bây giờ anh mới chịu tới hả?" Vừa nói cô vừa quay người nhìn sang. Thế nhưng rồi gần như ngay lập tức, hai mắt của Lệ tối sầm lại. Cô chẳng thể cảm nhận hay biết bất cứ một thứ gì nữa. Lại nói về bà Loan, đến xế chiều bà cùng với bà cụ hai cũng về tới. Cái đám tiệc đãi linh đình đến độ ông Khoa bị ép cho ở lại, nhào thêm một đợt nữa chứ không cho về ngay. Đứng trước cánh cổng, bà Loan tuy có chìa khóa thế nhưng vẫn gọi vọng vào: "Lệ ơi, ra mở cửa cho mẹ." Nó dứt lời thì bà nhận ra cánh cửa bên trong nhà đóng im, lại còn có ổ khóa to tướng tránh phía trước. "Ủa, cái con này nó đi đâu vậy?" Bà cụ hai nhìn ngó nghiêng chung quanh: "Mày xem thử nó có ở nhà hàng xóm không?" Bà Loan cất tiếng gọi: "Lệ ơi, Lệ!" Lúc này một người hàng xóm bước ra: "Cái chuyện gì vậy?" "Chị ba ơi, cho em hỏi, chị có thấy con Lệ nhắm đâu không?" "Không, từ chiều đến giờ đâu có thấy." Bà Loan cùng với mẹ chồng của mình tìm kiếm thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thích con gái đâu. Giờ thì bà mới thực sự lo lắng và gọi luôn cho chồng của mình về. Bây giờ tối ông Khoa cũng được một người bà con đưa về. Trong đống hơi men, ông hỏi dồn dập: "Sao, còn con tìm thấy chưa?" Bà Loan bấy giờ lắc đầu: "Chưa, em đi tìm cả rồi nhưng mà chẳng có thông tin gì cả." "Cái con này đi đâu vậy hả? Hay là đi báo công an nhỉ?" "Em cũng thử gọi công an xã nhưng họ bảo cũng phải có bằng chứng là con Lệ nó gặp nguy hiểm hoặc là mất tích, đủ 24 giờ họ mới tiếp nhận hồ sơ rồi tổ chức tìm kiếm, đâu thể nào làm ngay được đâu." "Lệ ơi là Lệ, con đi đâu vậy chứ?" Và rồi một suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu của bà Loan. Bà đưa mắt nhìn bà cụ hai: "Mẹ à, hay là nó..." Dường như cũng hiểu ý của con dâu cho nên bà cụ hai hoảng hốt: "Khoa, Khoa, thằng Dũng Dũng nào?" Ông Khoa ngơ ngác nhìn vợ. Bây giờ thì bà Loan không thể giấu chồng của mình được nữa, bà ấp úng: "Anh à, em xin lỗi, em đã giấu anh." "Chuyện gì, em nói đi." Bà Loan kể lại vào biểu hiện của ông Khoa còn nằm ngoài sức tưởng tượng của cả hai mẹ con. Ông bấy giờ liền gào lớn: "Trời đất ơi, bà điên rồi. Bà có biết kế hoạch của chúng nó là vòi tiền rồi bỏ trốn không? Sao bà lại..." "Tôi xin lỗi, mẹ kiếp. Có số của thằng chó đó không? Tôi phải gọi cho nó." "Có, đây số đây." Ông Khoa trừng mắt giật lấy điện thoại rồi gọi. Sau mấy hồi chuông thì Dũng cũng nhấc máy: "Alo, thằng chó, mày giấu con tao ở đâu? Mày đưa nó đi đâu?" "Ủa, ai vậy?" "Ta là bố con Lệ đây." "À, chào bác." "Chào cái chó gì, mày nói đi. Mày đưa con gái tao đi đâu?" "Này bác, sáng nay cháu cũng nói, đúng là cháu có hẹn với Lệ đi lên thành phố, nhưng mà đợi mãi ở điểm hẹn đâu có thấy cô ấy. Giờ bác lại gọi hỏi cháu thì cháu sao biết được." "Mày nói láo. Mày đưa con tao đi đâu? Có tin tao gọi công an không?" "Bác muốn thì cứ gọi, cháu không biết là không biết, vậy nhá." Cuộc gọi kết thúc, ông Khoa tức điên cả người. Trong khi còn đang định quay số gọi cho công an xã thì bà Loan đã reo lên: "Lệ, con Lệ kìa." Đúng thật là người đang bước bên ngoài đây chính là Lệ. Khỏi phải nói cả ba người trong nhà chạy ào ra. Bất chấp cơn mưa đang ngày càng nặng hạt: "Lệ, mày đi đâu về con?" Cả người của Lệ lúc này ướt sũng, đầu tóc thì dính bết vào nhau.
Cô đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn mọi người nở một nụ cười nhẹ. Còn ra ngoài có chút việc. Chờ đã đợi con ơi là con. Bà Loan nắm lấy tay con gái ôm vào trong lòng. Con đổi ý vào phút cuối có phải không? Con đổi ý rồi phải không? Con không đi với thằng chó đó nữa đúng không? Lệ không đáp mà chỉ gật gù. Thôi, mau đưa nó vào trong nhà tắm rửa. Ở ngoài này dính thêm nước mưa thì ốm ra đó. Một lát sau Lệ tắm rửa xong, bà Loan đứng đợi sẵn trước cửa phòng. Lệ, mẹ có chuyện muốn nói. Để mai được không à? Con hơi mệt. Được, thưa con ngủ sớm đi. Có gì rồi mai mình sẽ nói chuyện sau. Từ phòng của con gái trở về, bà Loan như chút bỏ được một gánh nặng to lớn. Tuy nhiên ông Khoa vẫn có vẻ còn giận, cho nên nằm yên lặng không nói năng gì cả. Sáng hôm sau, hai vợ chồng bà Loan bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của bà cụ hai. Loan, Khoa, hai đứa dậy mau, có chuyện rồi. Bà Loan giật mình bước ra. Cái chuyện gì vậy mẹ? Con Lệ nó sốt cao, nó còn hôn mê. Ngay lập tức hai vợ chồng chạy vào bên trong. Và đúng như những gì bà cụ hai vừa nói, Lệ đang nằm trên giường trong cơn mê man, chán nóng như thể có ai đó đốt lửa trên đó vậy. Lệ ơi! Ông Khoa vừa lay gọi nhưng không có chút phản hồi. Mau đưa nó đi bệnh viện đi. Từ từ đã. Bà cụ hai liền níu lại. Mẹ sợ cái chuyện này không phải đau ốm bình thường đâu. Không phải đau ốm bình thường, ý mẹ là bệnh của nó tái phát. Không, mẹ sợ nó động chạm đến cái mê vong ở dưới sông. Vong ở dưới sông. Ông Khoa càng nghe lại càng cảm thấy mơ hồ. Bà cụ hai không ngần ngại kể lại lời nguyền ở dưới sông cho con trai nghe. Chưa hết bà còn tiết lộ. Đêm qua mẹ nằm mơ thì bố con hiện về. Bà là phải xem chừng, phải để mắt đến con Lệ. Chứ không nó sẽ bị vong hồn dưới sông bắt mất. Nghe xong ông Khoa không những không tin còn tức giận. Mẹ à, mẹ đừng có mê tín đi. Cái chuyện này sao có thể? Làm gì có ma cỏ? Con nghĩ chắc hôm qua con bé ở ngoài lâu lại dầm mưa nên cảm cúm. Bây giờ phải đưa nó đi bệnh viện, thế bà gì chứ? Nói là làm, ông đưa con gái của mình vào bệnh viện. Tuy nhiên vào đến nơi các bác sĩ cũng chẩn đoán Lệ bị sốt do dầm mưa vào hôm qua. Phải là khu bệnh nhân điều trị đang quá tải. Cơn sốt sau khi uống thuốc của Lệ cũng thuyên giảm, cho nên không thể nào cho cô nhập viện được. Về đến nhà, Lệ ngáp một tràng rồi lầm nhầm. Mẹ à, con buồn ngủ quá. Thế là bà Loan gần gù dìu con gái trở về phòng ngủ. Trời sập tối, Lệ ăn được chút cháo, uống chút thuốc rồi lại chìm vào trong giấc ngủ mê man. Bà cô hai thì cũng than mệt, ăn cơm xong về phòng nghỉ sớm. Còn lại hai vợ chồng ông Khoa, hai ngồi trước mâm cơm, chưa ai động đũa. Bầu không khí trong căn nhà như thể đông đặc lại. Im lặng được một lúc, bà Loan bấy giờ bảo. Anh này, em biết bây giờ nói gì thì cũng không được. Em xin lỗi, em đã quyết định vay tiền không bàn anh. Chắc anh cũng giận em lắm phải không? Trước câu nói của vợ, ông Khoa không trả lời mà chỉ liếc nhìn một cái. Tuy nhiên những gì ánh mắt này biểu lộ thì cũng như một sự ngầm xác nhận. Anh à, anh nói gì đó với em đi. Nói cái gì bây giờ? Anh phải nói cái gì bây giờ chứ hả? Sao cuộc đời này nó lại chó má với anh vậy chứ? Đúng lúc đó từ bên ngoài có một cơn gió thổi qua. Nó tạo nên tiếng rít khá lớn qua khe cửa. Theo phản xạ, ông Khoa đứng dậy kiểm tra cái chốt vì sợ gió sẽ làm bật tung. Còn đang loay hoay thì bất ngờ theo quán tính, ông Khoa ngước nhìn ra bên ngoài. Chưa mất đến vài giây ông đứng hình cực lại. Bởi lúc này bên ngoài cánh cổng đang có một nhóm 7-8 người. Họ cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào bên trong. Trời vừa mưa gió vừa tối tăm nên ông không thể nào nhận ra đó là của ai. Ai vậy chứ? Ở Khoa hé cửa rồi nói vọng ra. Ai ngoài đó vậy? Đám người này không trả lời mà chỉ đứng yên như vậy. Quái lạ nhỉ? Ở Khoa quay vào bên trong vừa lấy chiếc ô toàn định bước ra nói chuyện. Thế nhưng khi ông bước ra thì lại chẳng có ai. Ông nhòi người nhìn ngó một hồi, quả thật chẳng có một người nào ở bên ngoài. Còn chưa biết làm gì tiếp theo thì một luồng gió cực mạnh thổi tới. Nó mạnh tới mức làm hai kính cửa bật ngược vào bên trong kẹp lấy bàn tay của ông. Ông Khoa nhăn nhó thét lên một tiếng, bà Loan chạy vội lại. Anh có sao không? Đau quá, để em khép cửa lại, chắc là trời sắp có bão. Kính cửa chính trong nhà được khép lại, bà Loan đỡ chồng đứng lên về lại bộ bàn ghế. Ở bên ngoài kèm theo cơn gió lạ kia là những tiếng rít. Chúng cứ âm vang như thể vọng lại từ một nơi sâu thẳm. Tiếng rít vừa dứt thì nó lập tức được thay thế bằng một tiếng thét.
và không khó để cho bà Loan có thể nhận ra tiếng thét này là của ai. Lệ, con Lệ. Đúng vậy, tiếng thét này là của Lệ, nó vọng lại từ phía phòng ngủ. Khỏi phải nói, bà Loan chạy như bay vào bên trong. Đến nơi, bà quét ánh mắt nhìn về phía giường của Lệ. Lệ đang ngồi ở trên đó, ngay mắt nhìn chăm chăm vào góc tường, lộ rõ vẻ hoảng loạn. Lệ, sao đây con? Bà Loan bước tới toàn định chạm tay vào con thì Lệ hoảng hốt. Đừng, đừng, đừng qua đây. Sự hoảng loạn của cô làm cho cái đèn ngủ gần đó rơi xuống đất. Tiếng ồn cũng là lúc làm cho bà cụ hai thức dậy, cộng với ông Khoa hai người có mặt trong phòng của Lệ. Nếu như ông Khoa đang đau đớn với vết thương trên tay, thì bà cụ ngay khi thấy tình trạng của đứa cháu, bà thốt lên. Không ổn rồi, không ổn rồi, nó bị... Nó dứt câu, bà chạy ngược ra bàn thờ thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên. Ông Khoa tất nhiên chẳng hiểu gì với hành động của mẹ. Ông tiến tới chỗ vợ con. Lệ, con sao đây Lệ ơi? Tao không phải con của mày. Cái giọng nói này tuy phát ra từ cổ họng của cô gái, nhưng rõ ràng đây không phải chất giọng của Lệ. Nó ồm ồm vang vọng giống như trong những bộ phim kinh dị. Lệ, con sao thế này Lệ ơi? Ta đã bảo ta không phải con của mày. Một chàng cười ré lên, bà Loan sợ hãi đến mức giật đùi lại đằng sau. Ngay tới đây, hai vợ chồng nhìn nhau, bắt đầu thấy xương sống của mình có chút lạnh. Bà cụ hai khấn nguyện được chừng hơn 10 phút thì gió bắt đầu lặng. Lệ ngưng khóc. Sau đó cô thều thào với chất giọng của chính mình. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy, con mệt quá. Không có gì đâu. Mày ngủ đi con. Hai người đứng nhìn Lệ dọn dẹp cái đèn ngủ và rời đi. Trong khi ông Khoa xử lý vết thương trên bàn tay, bà Loan tiến lại trước của bà cụ hai. Mẹ à, sao có chuyện gì vậy? Thực ra thì từ tối đến giờ mẹ không thấy mệt hay đau ốm gì đâu, mà chỉ muốn đi ngủ để gặp được bố của thằng Khoa. Ông ấy lại hiện ra, bà là con Lệ đang gặp nguy hiểm. Ông bà tổ tiên trong dòng họ đang dốc sức phù hộ cho nó, nhưng mà có vẻ tình hình căng lắm. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Thôi không sao đâu, chắc đợi đến sáng mai thì sẽ ổn thôi con à. Mẹ tin ông bà tổ tiên nhà này vẫn đủ sức lực để bảo vệ con cháu. Mấy cái thứ tà ma kia chắc chắn không động được đến đâu. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Bà Loan gần gù, cặp mắt lộ rõ mệt mỏi. Đối với bà mà nói, những ngày qua chẳng khác gì một cơn ác mộng vậy. Nói chuyện với mẹ chồng thêm một lúc thì bà Loan cũng về phòng để nghỉ ngơi. Sự mệt mỏi cho bà nằm vật ra, nhanh chóng thiếp đi. Thế nhưng mới chỉ nằm được một lúc, bà Loan thấy dường như có ai đó đang kéo chân của mình. Bà theo phần sợ mở mắt ra nhìn thì hỡi ôi, đứng ngay phía chân giường của bà Loan lúc này là một bóng người đen ngòm cùng với một cặp mắt đỏ lừ. Kèm theo đó là một thứ mùi hôi thối vô cùng. Bà ú ớ trong cơn mê man. Ai đó? Hỏi xong thì cái bóng bước tới gần hơn. Có ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng thì bà Loan nhận ra được đây là một người phụ nữ. Tuy nhiên trông cô ta không giống với người bình thường. Khuôn mặt trắng dã, bám đầy bùn đất nhúp nháp, hai mắt đỏ như là đốm lửa. Cô ta mở miệng cười khà khà bằng một điệu bộ hết sức kinh dị. Nhớ tới lời của mẹ chồng, bà liền gào lên. Mau cút đi, đồ ma quỷ, mau cút đi. Hoảng loạn quá, bà Loan bừng tỉnh, miệng vẫn thốt lên những tiếng cút đi. Phải mất một lúc thì bà mới nhận ra được mình đang nằm mơ. Bà thở dốc nhìn xuống chân góc giường, nó hoàn toàn trống trơn. Em làm sao đấy? Giọng cũng Khoa vang lên, bà liền lắc đầu. Em... Kể lại giấc mơ vừa rồi, ông Khoa nghe xong thở dài, nắm lấy bàn tay run rẩy của vợ. Thôi ngủ đi, chỉ là giấc mơ thôi mà. Anh không giận em sao? Giận thì giận, nhưng thôi kệ đi. Mất mấy tỷ bạc còn không tiếc, tiếc gì 500 triệu. Chỉ là sau này em có cái gì nói với anh trước. Em xin lỗi. Được rồi, nằm xuống ngủ đi, phải có sức mới lo được cho con Lệ. Bà Loan gật gù ngả lưng nằm xuống kế bên chồng. Sáng hôm sau thì mọi thứ có vẻ trở lại bình thường. Lệ ngủ với bà cụ hai cả đêm, vừa thức dậy thì than đói và đòi ăn. Bà cụ hai còn tưởng đâu ông bà tổ tiên phù hộ cho đứa cháu của mình, cho nên định sắm sửa một cái lễ rồi bảo ông Khoa ra nghĩa địa để thắp hương. Ấy vậy mà dự tính của bà cụ hai cùng con trai không thực hiện được. Bà khi trời vừa xế chiều thì Lệ lại lên cơn sốt trở lại. Giờ thì mọi thứ còn nghiêm trọng hơn khi cả người của cô co giật, miệng trào ra cả bọt mép. Ở khoa lần thứ hai đưa con gái lên bệnh viện để thăm khám.
Thế nhưng lạ là lên đến nơi Lệ lại không còn sốt nữa. Thậm chí bác sĩ dành cả giờ đồng hồ để thăm khám, thế nhưng không tìm ra được bệnh gì. Ở khoa muốn để con gái lại để theo dõi thêm, tuy nhiên tình trạng quá tải của bệnh viện nên ông không thể nào xin được. Về đến nhà nằm nghỉ chưa được bao lâu thì đã lên cơn sốt. Cô mê man ly bì, nói mớ mấy câu đầy vô nghĩa, cứ như là có người khác đang chiếm lấy cơ thể của cô vậy. Và điểm chung của những người này là câu nói đầy đáng sợ: con bé là của chúng tao, nó là của chúng tao. Suốt 2 ngày trời Lệ vẫn cứ nằm ly bì, ăn được một chút lại lắc đầu nhăn mặt vì đắng miệng. Chưa dừng lại ở đó, ban ngày thì đỡ hơn được một chút, nhưng khi mặt trời vừa hạ xuống thì cơn sốt quay trở lại. Nhưng hễ tới bệnh viện hoặc uống một viên hạ sốt lại bình thường. Cả nhà lo lắng lắm, bà Loan thì khỏi nói, ngày lúc nào cũng bần thần. Bà cụ hai thì thắp hương khấn vái liên hồi. Nhưng có lẽ ông bà tổ tiên cũng không còn đủ sức để hộ mệnh cho đứa cháu của mình được nữa. Đơn cử là cái bát hương trên bàn thờ bất ngờ bị vỡ, cát cắm hương bên trong chuyển thành một màu đen kịt như bùn đất vậy. Tối hôm nay Lệ lại lên cơn sốt cao, cô nằm trong phòng trên chắn đắp chiếc chăn chùm đá lạnh. Bà Loan ngồi bên cạnh con, trong khi ông Hòa và mẹ thì vẫn túc trực bên ngoài để có thể đi bệnh viện bất cứ lúc nào. Đang rít điếu thuốc lá thì ông Hòa thấy bà cụ hai mặc áo khoác đội nón. Mày đi đâu vậy? À, mày đi sang nhà người quen một chút. Sao không để đến sáng mai, bây giờ muộn rồi mà. Có sao đâu, cái chuyện này hơi gấp. Vậy để con đưa mẹ đi. Thôi cứ ở đây đi, nhưng đâu con Lệ cần đi viện, một mình con Loan sao khám nổi. Nghĩ ngợi thì bà cụ hai nói có lý, ông Khoa gật gù không quên dặn dò: vậy mày đi cẩn thận nha. Ta biết rồi. Tiếng mở cửa vang lên, bà cụ hai xỏ đôi dép vào chân bước ra khỏi nhà. Ông Khoa lúc này trầm tới điếu thứ hai, trong đầu thì hiện lên những dòng suy nghĩ đầy rối loạn. Đối với một người không tin vào chuyện tâm linh như ông Khoa thì những ngày vừa qua đối với ông là một sự hoang mang không nhẹ. Ông rất muốn dùng khoa học và những gì hiểu biết để lý giải cho tình trạng của con gái. Thế nhưng mà ngay bản thân của mình ông càng ngày càng không biết được mọi thứ có thật như ông đang tưởng hay không. Nhất là vào hôm qua trong giấc ngủ chập chờn của mình, ông thấy có nhiều bóng người lảng vảng chung quanh. Đến lúc tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, cổ họng có chút khô rát. Ông ra ngoài tìm chút nước và cũng chính giây phút ấy, ông vô tình gặp một cái bóng đen đứng lầm lũi ngay trước cửa phòng của Lệ. Ở bên trong thì bà cụ hai lúc nào cũng đang ngủ với đứa cháu gái. Ông Hòa như chết lặng miệng lắp bắp: ai đó? Đúng lúc này ngoài trời cứ một tia sét đánh xẹt ngang qua, ánh sáng từ nó làm lộ cái thân người ấy. Đây là một người phụ nữ cũng còn khá trẻ tuổi, nhưng cái ngoại hình của cô ta thì đáng sợ. Nó có phần giống như những gì mà vợ ông bắt gặp trong giấc mơ. Thôi không nghĩ nữa, ông Hòa mím chặt môi của mình rít thêm một hơi thuốc tự trấn an. Chắc không có chuyện gì đâu, mình nghe mẹ với Loan nói nhiều quá thành ra gặp ảo giác. Cùng lúc đó thì ở trong phòng, vì hôm qua đến nay ngủ chập chờn, cho đến bây giờ hai mắt của bà Loan gần như muốn níu lại. Cơn buồn ngủ lúc này cũng ập đến, bất chấp việc bà Loan gắng gượng thức để lo cho con gái. Nhưng mà chỉ được hơn 10 phút sau thì bà cũng gục xuống bên cạnh thành giường. Nằm được một lúc thì bà Loan bị đánh thức bởi những tiếng rên rỉ khe khẽ. Giật mình, bà Loan bừng tỉnh, chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng người phụ nữ kinh dị lần trước mà bà gặp trong giấc mơ. Cô ta đứng đó nhìn Lệ chăm chăm. Cô là ai? Cô đi đi, hãy buông tha cho con gái của tôi. Thế nhưng cô gái kia chẳng những không quan tâm đến lời nói của bà mà còn nở một nụ cười đầy quái dị. Tôi nói rồi, cô mau cút đi, hãy buông tha cho nó. Con gái tôi nó có tội tình gì đâu. Vừa nói bà Loan vừa toan sấn tới chắn ngang giữa Lệ và cái thực thể kia. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt cả thân người của bà như dính chặt xuống thành giường không nhúc nhích nổi. Cái bóng càng lúc càng tiến đến gần hơn. Cô gái kinh dị kia đưa bàn tay lên chạm mặt của Lệ, rồi giống như đang thể kéo linh hồn của cô ra vậy. Trời đất ơi, con tôi, có ai không cứu nó? Càng lúc thì bà Loan lại càng thấy Lệ bị kéo hồn ra ngày càng rõ. Thế là hết rồi, Lệ ơi, đừng bỏ mẹ nữa mà con. Khi cái suy nghĩ bỏ cuộc manh nha xuất hiện thì một luồng sáng từ đâu ập tới. Nó sáng đến nỗi làm cả căn phòng bừng lên chói lòa.
Bà Loan như bừng tỉnh thêm lần nữa, bà nhau mắt cố gắng nhìn thì nhận ra người đang đứng ở giữa buồng sáng kia là một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ. Ông trừng mắt, tay cầm một thanh kiếm gỗ lớn rắn đầy bùa màu vàng, rồi chỉ tay về người phụ nữ kia mà thét lên: "Chấn!" Tiếng hét của ông lão không chỉ lớn mà còn âm vang, có sức nặng tựa trăm ngàn người đang cùng đồng thanh vậy. Cái bóng người phụ nữ kia cũng tan biến trong chớp mắt. Khi luồng ánh sáng kết thúc, bà cụ hai cùng ông Khoa bước vào, bà Loan ấp úng: "Mẹ, vị này là..." "Đây là thầy Lĩnh. Thầy đó là pháp sư nổi tiếng, mẹ được mọi người giới thiệu. Công đã tới hôm kia nhưng mà không gặp được. Vừa rồi thấy không ổn, mẹ đều đi tìm thầy thêm lần nữa. Ai có ngờ đâu có duyên mời được thầy." "Thưa thầy, có độ ơn thầy à?" "Từ từ đã, chưa xong đâu mà đã ơn với nghĩa." "Thầy nói vậy là sao ạ? Chưa xong?" "Đúng, vừa rồi tôi mới chỉ đánh đuổi, chứ mai đây nó lại tới. Giờ phải thêm vài cái lễ nữa xem ra mới yên. Con xin nhờ thầy, chăm sự nhờ thầy." Liên tiếp hai ngày sau đó, ông thầy Lĩnh làm hết lễ ở trong nhà rồi lại ra ngoài mé sông. Mỗi lần như vậy, ông đều sử dụng một con nịnh nhân viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh của lễ rồi đốt bỏ. Hỏi ra thì ông giải thích đây là những hình nhân thế mạng dùng gửi cho những vong hồn ở dưới sông. Họ sẽ xem như đây là lễ rồi chấp nhận mà buông tha cho cô. Thế nhưng người ta nói nam giới có 7 vía, nữ giới có 9 vía. Do đó cần phải làm đến 9 cái lễ, đốt đủ 9 cái hình nhân thế mạng thì mới êm được. Đến buổi trưa của ngày thứ ba thì cái lễ thứ 9 cũng được hoàn tất. Ông thầy Lĩnh thở ngắt ra một hơi, nhưng sắc mặt có vẻ tươi tỉnh lắm. Đợi cho cái hình nhân tránh hết, ông quay sang nói với mọi người: "Mọi chuyện đã xong rồi đấy, từ bây giờ con lễ không bị ai quấy rầy nữa." "Thật à thầy?" "Mọi người nhớ chăm sóc cho nó thật kỹ, cho ăn đồ bồi bổ. Ngoài ra nếu có thời gian thì cứ bảo nó tới chỗ tôi để tập thiền định." "Vâng ạ, con nghe rồi. Vậy hết bao nhiêu tiền cho con xin gửi?" "Cậu không có nhiều đâu, tùy tâm gia đình, nhưng mà theo tôi nghĩ thì tốt nhất là không cần tiền mặt. Chỉ thỉnh thoảng có đưa con lễ tới tập thiền thì sắm một cái lễ bánh trái đơn giản để tôi dâng cúng lên tổ sư, vừa có chút công đức vừa được ơn trên phù hộ." "Vâng, con xin ghi nhận lời dặn này, nhưng con cũng gửi cho thầy chút đỉnh. Mấy ngày vừa qua thì lao lực vì gia đình con quá." Ông Khoa bỏ tiền vào cái phong bì rồi đưa cho thầy Lĩnh. Sau khi tiến nông ra về, bầu không khí trong nhà cũng gần như được giãn ra. Bà Loan bước vào bên trong, nơi mà Lễ đang nằm trên giường cùng rất nhiều những thứ bùa chú dán chung quanh. Vừa gỡ chúng, bà vừa vui vẻ thông báo cho con gái: "Lễ à, giờ đã làm lễ xong rồi, con không cần nằm yên trên giường đâu, có thể ra ngoài phòng khách cho thoải mái." "Vâng ạ." Lễ gật đầu, tuy nhiên gương mặt còn gì đó u uất lắm. "Còn chuyện gì nữa sao?" "Thưa mẹ, cho con xin lỗi." "Xin lỗi vì chuyện gì?" Lễ kể ra từ hôm qua đến giờ, khi thần trí đã phần nào ổn định, cô đã thử liên lạc với Dũng. Giờ đây thì Lễ biết được bản chất thật sự của đối phương. Khi Dũng không những không quan tâm mà còn vui vẻ hưởng thụ số tiền 500 triệu đó một mình. Kể xong thì Lễ rưng rưng: "Con xin lỗi bố mẹ, con biết con sai lắm." "Mày biết như vậy thì bố mẹ mừng rồi. Mẹ không cần mày xin lỗi, mẹ chỉ cần mày biết được đúng sai, tránh được cái thằng đốn mặt đó, hiểu không?" "Con hiểu ạ." "Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, hôm nay mẹ sẽ nấu những món mà con thích, ráng ăn bồi bổ lại nghe chưa?" "Vâng." Sáng hôm sau, Lễ tỉnh dậy với một sự vui vẻ vô cùng, cô không còn đau buồn gì vì người đàn ông phụ bạc kia nữa. 3 tháng sau thì mọi chuyện về lần gặp nạn ngoài mé sông gần như trôi qua và quên lãng. Lễ thường xuyên đến nhà ông thầy Lĩnh để tập thiền. Cũng như là những lần ghé qua ấy, cô có làm quen được với người cháu trai của ông. Anh này làm công việc đồng áng thôi, nhưng khá thật thà, nói năng lễ phép cũng như chu đáo lắm. Bẵng đi một thời gian thì chuyện gì đến cũng đến. Với sự tác hợp của hai bên gia đình, Lễ cùng với cháu trai của thầy Lĩnh chính thức quen nhau và đã đi đến hôn nhân. Còn ông Khoa thì công việc ngày một phát đạt, cái vườn cây giờ đây cũng đã được nhân rộng. Hàng năm chất lượng của chúng còn đủ để xuất khẩu đi nước ngoài. Nhiều khi ngồi suy nghĩ, ông lại thấy mọi chuyện giống như là một sự sắp đặt của định mệnh vậy. Và ông thầm cảm ơn điều đó, vì giờ đây ông đang được sống trong những giây phút hạnh phúc cùng những người thân yêu của mình.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.